À, xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Và còn hôm nay thì đến với bài kiển của chị Thủy ha, để chị Thủy quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai giống mai ghép giống xôm mình lại nè, là nhiều ngọc tận ha, hẹn cho cô chú anh chị mình sưu tầm giống và mình chơi tết năm 2025 luôn cô chú anh chị. À, giá cũng hữu nghị cô chú anh chị ha, từ 450.000 một cây tới 550-600.000 một cây là bao phí vận chuyển ha. Mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây này giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy nha. Và không là mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn chị Thủy để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Em chào chị Thủy ơi. Rồi, hôm nay đến với kênh Mai Vàng Bánh Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh nha. Hôm nay đến với kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là một lô mai hàng lùng mini để mình chơi tết nha. Đầu clip hôm nay là em luôn vô luôn là mã số 50. Đây là một cây siêu bông mình lợi nha cô chú anh chị. Rồi, cái này tàn cũng khá dễ thương cô chú anh chị ha. Rồi, lùng lực cô chú anh chị. Hoành thân được là 19,5, em tính 19 ạ. Hoành 19 luôn ha. Chiều cao là 56. Tán ngang là 62. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là chỉ là 450 thôi nha. Rồi đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số là 51. Rồi. 51 cũng là một cây siêu bông mình lại luôn nha cô chú anh chị. Đó, cây này thì nó phong cao hơn cây kia, thon gọn hơn nữa ha. Rồi, này cũng dễ thương cô chú anh chị ha. À, 26 đó hả chị? Bình thân được 20. Dạ. Chiều cao 79. Tán ngang 57. Rồi cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá cũng chỉ 450 thôi nha. Dạ, đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 52. Rồi. 52 đây cũng là một cây siêu bông mình lại nha. Đó, cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị. Cho em xin thông số này luôn ha. Một cái cũ nè cô chú anh chị. Quá trời. Quỳnh thân tại điểm này được 23. Rồi, cũ nở vàng ôm luôn ha. Chiều cao 80. Tán ngang 72. Rồi. Rồi cái này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 650.000 thôi nha cô chú anh chị. Rồi mình đã thay luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 53. Rồi. 53 cũng là một cây siêu bông mình lợi nữa nha cô chú anh chị. Mấy cây này là giờ nó có nụ kim hết rồi, mình về mình chơi tết được nha cô chú anh chị. Rồi, này tới giữa tháng 8 bắt đầu làm nụ lần cô chú anh chị ha. Bình thân được 20. Rồi. Chiều cao là 82. Tán ngang là 73. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 700 nha cô chú anh chị. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số là 54. 54 đây là một cây nhiên ngọc toàn nha cô chú anh chị. Này tâm lắm nha cô chú anh chị. Nó cũ. Quá trời cái cồn. Rồi cho xin thông số cái này luôn hả chị. Bình thân được 15. Cái cũ nó được 25. Rồi. Chiều cao là nó được là 79. Tán ngang nó 82. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 750 thôi nha cô chú anh chị. Rồi 750 ha. 750 có một cây nhiều toàn quá trời luôn về chơi tết nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 55. 55 đây là một cây siêu bông mình lợi nha. Rồi cái tàn quá trời bự luôn cô chú anh chị ha. Hoành thân được cũng bự luôn cô chú anh chị, tàn thông rất là đẹp ha. Dáng trực tàn thông cụ nở ha, vàng ôm luôn nè. Rồi cho em xin thông số luôn ha chị. Hoành thân được 23. À, hoành thời điểm đó là 23 ha. Chiều cao là 100. Tán ngang 90. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1 triệu thôi nha cô chú anh chị. Rồi 1 triệu đồng ha. 1 rồi. Triệu là em bao cái chip có cây bình lợi để mình chơi tết năm 2025 quá xuất sắc luôn. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 56. Tiếp theo mã số 56 nha cô chú anh chị. Rồi. Đó, 56 đây là một cây nhiên ngọc toàn ha. Đó. Nói chung là mấy em này xinh xinh không à. Nút nụ được cũng khá ok cô chú anh chị ha. Có cũ nữa nè. Rồi, thông số là hai gì? Hoành thân được 19. Rồi. Chiều cao 70. Rồi. Tán ngang là 69. Rồi.
Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 650 thôi nha cô chú anh chị. Rồi đã cái ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 57 nha cô chú anh chị. Rồi. 57 đây là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi. 56 cái này luôn ha. Bình thân được 14. Rồi. Chiều cao là 80. Sáng ngang 82. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ là 670 ngàn thôi nha. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 58 nha cô chú anh chị. Rồi. 58 đây là một cây siêu bông mình lợi nha. Cây này quá đẹp luôn. Cũ nè cô chú anh chị ha. Qua trời cũ đá luôn ha. Rồi cho xin thông số nha chị. Quanh tại điểm này mình được 21. Rồi. Chiều cao 74. Tán ngang là 70. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá trị 700 ngàn bao cái ship nha. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 59 nha cô chú anh chị. Rồi. À, 59 đây là một cây nhị ngọc toàn ha. Cây xung xê cô chú anh chị ha. Cây già nha cô chú anh chị. Cây có một số mặt bông nè. Bông gió nha cô chú anh chị. Thơm lắm. Rồi. Ngọc toàn thì nó tỏ thơm. Thông số luôn hay vậy? Hoành thân được 14. Rồi. Xích với cái cũ với này là mình được 23. Rồi. Chiều cao là mình được là 97. Tán ngang mình được 82. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 750 thôi nha. Rồi. Cây này cuối clip luôn ha. Rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ chị em nha. Em mong rằng cô chú anh chị em mình vào xem ưng ý được cây nào thì giờ ủng hộ giúp em ha. Thì em rất là cảm ơn nha. Dạ, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ. À.